Mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh đưa đây, cộng đồng chuyên chia sẻ của các dàn idol, các dàn aerobity, các dàn AO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các dàn dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng đến liên tục những dàn mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dàn On Plane. Tham gia vào dàn hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn đăng nhập tới khoản Twitter Google, chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter. Xác nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta sẽ retweet ở bài đăng. Like retweet. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận nhiệm vụ. Join tiếp vào kênh Telegram, chúng ta mở kênh Telegram ra. Ta tiến hành join. Tiếp theo, ta điền username kênh Telegram. Cho Discord, chúng ta mở Discord ra. Chúng ta paste rồi đây. Tấn vào Compen. Submit. Ok, chúng ta đã join thành công. Ok, mình sẽ tiếp tục ấn continue. Phần địa chỉ ví các bạn dùng VSTH ở trên chất Gonet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví task sọt quay trở lại các bạn paste vào, chúng ta ấn continue. Visit website, ta mở website ra. Ấn continue. Tiếp theo, visit Instagram. Thì khi visit thì các bạn sẽ follow luôn cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút yes, chọn continue. Tiếp theo Facebook cũng làm tương tự. Nút thích này. Chọn Yes và nút Continue. Ấn vào cái nút Poly mỗi ngày này. Test này. Nút Tweet này. Tweet luôn này. On Tweet này. Ok. Compensate on Test xong nha. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Adobe để chúng ta nhận token On Playlist. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.